Hàng Ngô Lam. Tuyển ở đâu? Tốt nhất Hà Nội 2022. Đây là câu hỏi mà nhiều bạn thắc mắc mới bắt đầu học lập trình. Vậy đâu là trung tâm chất lượng? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với top các địa chỉ học lập trình offline tốt nhất 2022. Vì là học offline nên mình sẽ đề cập đến một thành phố cụ thể. Trong phần này chúng ta sẽ khám phá những nơi học lập trình tốt nhất Hà Nội 2022. Trung tâm cuối cùng sẽ có những điều khiến bạn bất ngờ đấy. Angola. Danh sách này chỉ mang tính liệt kê, không mang tính xếp loại. 1. Techmaster, địa chỉ 14 ngõ 4 Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Website https://techmaster.vn. Techmaster được thành lập vào tháng 7 năm 2021 từ nhóm các lập trình viên, chuyên gia công nghệ thông tin làm việc cho tập đoàn Microsoft. Giá trị cốt lõi: học là có việc, học viên thực tập tại đây không xin được việc, hoàn lại 100% học phí cộng 5 triệu phí bồi thường. Đúng như cái tên, trung tâm này luôn luôn cập nhật và làm chủ các công nghệ mới như lộ trình bảo mật an toàn thông tin, pen test, white hat hacker, lộ trình di động iOS, lộ trình di động đa nền tảng Flutter, lộ trình NetBox, khóa học AWS. Techmaster có 3 hình thức đào tạo: lớp học trực tuyến, lớp học buổi tối, mô hình bootcamp. Giảng viên Techmaster thường xuyên trình bày tại các hội nghị chuyên ngành dành cho sinh viên, Web Summit, Mobile Day và Google I/O Extend. Miễn phí máy tính thực tập hệ điều hành macOS, giảm 20% học phí cho nữ sinh. Nhược điểm: Techmaster ở khu vực Cầu Giấy, nằm trong ngõ, không cấp bằng, sinh viên phải làm ra sản phẩm để chứng minh năng lực của nhà tuyển dụng. Không đăng ký học thì khá là phức tạp. 2. Code Gym, địa chỉ số 23 TT01, khu đô thị Mon City, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Website codegym.vn. Bạn đang tìm một nghề hot nhất hiện nay với thu nhập hàng tháng trên 20 triệu và có tương lai phát triển, hãy đến với Code Gym. Bạn sẽ được đào tạo từ con số 0 với nghề nghiệp mơ ước chỉ trong vòng 20 tuần. Với chi phí hợp lý mà không trung tâm nào có, Code Gym cam kết bạn có việc làm ngay trong vòng 4-5 ngày và không phát sinh bất kỳ chi phí nào. Người ta đến phòng gym để tập thể hình, còn anh em mình đến Code Gym để tập thể cốt. Code Gym là hệ thống đào tạo lập trình hiện đại dành cho mọi đối tượng, từ người mới bắt đầu, sinh viên công nghệ thông tin đến các lập trình viên có tay nghề. Sứ mệnh của Code Gym là phát triển các giải pháp học tập hiện đại và hiệu quả thông qua mô hình đào tạo tiên tiến trên các nền tảng công nghệ giáo dục và sự cộng tác sâu rộng giữa các bên liên quan, đặc biệt là doanh nghiệp. Qua đó, Code Gym giúp người học phát triển tay nghề vững vàng, sẵn sàng làm việc và có khả năng tự học suốt đời hiệu quả, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Triết lý đào tạo của Code Gym là bất kỳ ai cũng có thể học từ con số 1 đến Master. Chỉ rèn luyện tay nghề liên tục, toàn tâm và nghiêm túc thì mới có thể thành nghệ nhân. Sản phẩm của một nghệ nhân tạo ra phải tinh xảo, độc đáo, mang nét riêng và niềm tự hào của người nghệ nhân. Văn hóa Code Gym: tinh thần ham thích, chủ động học tập, kiên trì rèn luyện để phát triển bản thân là nền tảng cốt lõi cho văn hóa Code Gym. Code Gym không chỉ dạy mà còn đồng hành cùng với thành viên, dẫn dắt, giúp đỡ để họ có thêm năng lực và niềm tin trên bước đường phát triển bản thân lâu dài. Sự thành công của mỗi cá nhân nằm ở chính bản thân họ, ở ý thức và sự quyết tâm của mỗi người. TKA Cạc, địa chỉ nhà A17 tầng 2, số 17 Tạ Quang Biểu, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Website tkacac.edu.vn. Cơ sở vật chất tiên tiến hiện đại,
học thực hành đảm bảo chất lượng. Sinh viên theo học tại Học viện Công nghệ DKA CAC được học theo chương trình chuẩn quốc tế với phòng học và trang thiết bị văn minh. Trung tâm này mang đến rất nhiều lợi ích cho sinh viên. Thứ nhất là đủ kiến thức để sinh viên đi thực tập và đi làm từ năm thứ hai. Ở đây có các chuyên ngành hot phù hợp với nhu cầu thị trường, cơ hội học tập chuyển tiếp ra nước ngoài bằng cấp đẹp đẽ, dễ dàng, cam kết đầu ra đảm bảo việc làm trọn đời, tham gia câu lạc bộ tại học viện và các hoạt động sinh viên, các cuộc thi cải thiện kỹ năng mềm. 4. Bách khoa Aptech, địa chỉ là nhà HTC 250 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Cầu Giấy, Hà Nội. Website bachkhoa-aptech.edu.vn. Aptech bắt đầu hoạt động từ năm 1986, có trụ sở chính tại Mumbai, Ấn Độ và được cấp chứng chỉ ISO. Aptech luôn tuân thủ theo đúng quy trình đào tạo chứng chỉ ISO 9001. Nó bao gồm giảng viên chuẩn, thiết bị đào tạo hiện đại, quy trình quản lý rõ ràng, kiểm soát chất lượng đào tạo chuyên nghiệp. Thương hiệu này đã vinh dự trong 15 năm liền được trao giải thưởng top ITC cho đơn vị đào tạo công nghệ thông tin xuất sắc nhất tại Việt Nam. Sinh viên theo học tại Bách khoa Aptech sẽ được đào tạo theo một phương pháp hiện đại và chuyên nghiệp nhất. Như vậy, sau khi tốt nghiệp, sinh viên luôn đáp ứng được nhu cầu việc làm của các doanh nghiệp hiện nay. Đơn vị đã đào tạo hơn 35.000 học sinh và họ đều có mức lương cao, hấp dẫn, đúng ngành nghề sau khi được cấp chứng chỉ. Với bề dày kinh nghiệm cao, trung tâm cam kết mang đến những khóa học chất lượng nhất. 5. NIIT ITC Hà Nội, địa chỉ là nhà 25T2, tầng 3, phố Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Website niithanoi.edu.vn. Công nghệ đào tạo của trung tâm NIIT Hà Nội tuân theo chuẩn của Học viện Đào tạo Công nghệ Thông tin NIIT Ấn Độ. Các bạn có biết Ấn Độ là kinh đô lập trình của cả thế giới? Đội ngũ giảng viên của NIIT Hà Nội là những giảng viên trình độ và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tất cả các giáo viên đều vượt qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt của Học viện NIIT Ấn Độ. Cơ sở hạ tầng của trung tâm NIIT ITC Hà Nội đạt tiêu chuẩn quốc tế với các thiết bị phòng máy hiện đại, thư viện điện tử và tài liệu tham khảo cập nhật các công nghệ mới nhất, dịch vụ hỗ trợ việc làm cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp, chương trình đào tạo với công nghệ tiên tiến nhất LACC. 6. FPT Software Academy, địa chỉ là nhà FPT 17 Duy Tân, Phòng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Website fsoft-academy.edu.vn. Cái tên FPT trong ngành IT thì khỏi phải nói rồi phải không các bạn? Đến với FPT Software Academy, các bạn sẽ được đến với những khóa học, lớp học được trang bị đầy đủ các học phần lý thuyết. Các khóa học chú trọng thực hành để hình thành kỹ năng thực hiện những công việc trực tiếp đến sản xuất. Ở đây còn tổ chức các buổi workshop Re-presentation nhằm phát triển kỹ năng mềm quan trọng trong các dự án và tổ chức. Ngoài ra, FPT Software Academy còn cam kết mang đến học viên những giá trị tốt nhất, danh tiếng đào tạo, thực tiến với chuyên gia, cam kết hỗ trợ việc làm, học phí ưu đãi, học bổng hấp dẫn, môi trường chuyên nghiệp. Bên cạnh các hoạt động đào tạo, học viện cũng định hướng trở thành đối tác của các hệ thống khảo thí lớn nhất trên toàn cầu như AWS, OCA, Microsoft. Điều này giúp các học viên nâng cao năng lực công nghệ đáp ứng nhu cầu của thị trường nhân lực công nghệ thông tin thế giới. 7. VTI Academy, địa chỉ tầng 7, số 19 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Và tầng 6, tòa nhà AC, số 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Website vti academy edu.vn. Tự hào nằm trong
hệ thống sinh thái thuộc tập đoàn công nghệ thông tin BTI. BTI Academy hiện nay đang là một trong những đơn vị hàng đầu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Học viện luôn hướng đến đào tạo nhân sự IT chất lượng cao, đạt chuẩn doanh nghiệp. Với uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, BTI Academy triển khai đa dạng các khóa đào tạo như Java, PHP, ASP.NET, Mobile, AWS, Tester. Vì nguồn nhân lực công nghệ thông tin lúc nào cũng khan hiếm nên hình thức đào tạo này cũng là một hình thức tuyển dụng. BTI Academy chú trọng đào tạo kiến thức IT cho doanh nghiệp. Chất lượng bài giảng được trong suốt, từ cơ bản đến nâng cao, bám sát thực tế nhu cầu của doanh nghiệp. Phương pháp học learning by doing, tham gia dự án thật, tăng khả năng thực chiến. Các ngôn ngữ mới, công nghệ mới luôn được cập nhật vào chương trình học, xây dựng kỹ năng mềm toàn diện. Đội ngũ mentor lâu năm, kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin luôn hỗ trợ một một. BTI Academy cam kết 100% việc làm. 9. BTC Academy, địa chỉ tầng 4, tòa nhà BTC Online, số 18 Tam Trinh, Hà Nội. Website btc.edu.vn. Học viện công nghệ và nội dung số BTC. BTC Academy được thành lập năm 2010. Đến nay, qua nhiều năm xây dựng và phát triển, BTC Academy đã tự hào trở thành đơn vị top 1 ở lĩnh vực đào tạo công nghệ và quản lý nội dung số. Với triết lý đầu tư giáo dục cần phải khôn ngoan, BTC Academy tập trung vào đào tạo chuyên sâu, phát triển ngành nghề ở lĩnh vực lập trình và thiết kế game 3D, hiệu ứng hình ảnh linh hoạt và hoạt hình 3D, lập trình phát triển game, lập trình phát triển ứng dụng di động. Các lập trình viên game tương lai đâu rồi? Đến học ngay và luôn thôi. Khác với việc đào tạo ở bậc đại học, BTC Academy đang triển khai khóa học có tính chất như chương trình phát triển nghề nghiệp liên tục, cập nhật những kiến thức và công nghệ mới nhất phù hợp với tất cả các bạn có đam mê và theo đuổi sự nghiệp trong ngành công nghệ, lập trình và thiết kế. Với giáo trình luôn được cập nhật xu hướng trên thế giới, các biến chuyển của công nghệ trong tương lai, hệ thống đào tạo theo từng module linh động, cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế, học viên sẽ được trải nghiệm những giá trị tốt nhất để tỏa sức đam mê và khám phá. 11. Robusta, địa chỉ tầng 5, số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Website robusta.vn. Được thành lập vào tháng 5 năm 2010, Robusta đã nhanh chóng trở thành nơi đào tạo công nghệ thông tin chất lượng quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, hiện là trung tâm số 1 về ảo hóa và điện toán đám mây tại Việt Nam. Với sự phát triển không ngừng, được sự tin tưởng và hợp tác của nhiều đối tác hàng đầu thế giới, Robusta đã trở thành đối tác đào tạo ủy quyền đầu tiên của VMware tại Việt Nam và Dell EMC theo chuẩn quốc tế, là trung tâm đào tạo được ủy quyền của Microsoft. Vị thế hàng đầu của Robusta có được nhờ vào chất lượng đào tạo tối ưu, cùng với đội ngũ giảng viên nước ngoài đầy đủ kiến thức và dày dặn kinh nghiệm thực tiễn. Bên cạnh đó, Robusta cũng là đơn vị đào tạo công nghệ thông tin duy nhất tại Việt Nam có đội ngũ giảng viên có chứng nhận trình độ sư phạm quốc tế VCI. Robusta còn đem đến cho học viên một môi trường học tập lý tưởng, thiết bị đầy đủ và hiện đại, hệ thống lab được các đối tác quốc tế chứng nhận, chương trình cập nhật liên tục, bảo đảm cho học viên luôn tiếp cận những công nghệ mới nhất. 50% giảng viên là người nước ngoài, 100% giảng viên có chứng nhận quốc tế do VMware, Microsoft và các hãng khác cấp MIC hay Microsoft. Địa chỉ tầng 2B, tòa nhà T608, Tổng cục 5 của Công an, số 643A Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, hoặc tầng 38 Cang Nam, Hà Nội, Landmark Tower, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Website imic.edu.vn. Microsoft IMIC được ra đời vào tháng 7 năm 2021, ra đời với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn cao.
mà chi phí lại thấp. MIAC đã đào tạo được những nguồn nhân lực có chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu nhân sự tại MIAC cũng như nhân sự của các đối tác khác. MIAC đã kết nối thế hệ những lập trình viên trẻ tài năng, mang đến cho họ sức mạnh về công nghệ hiện đại. MIAC Technology tự hào là nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia giỏi về chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế. Các chuyên gia đang giảng dạy tại MIAC luôn mong muốn có cơ hội truyền dạy những kiến thức và kinh nghiệm đến cho các bạn học viên, giúp các em nâng cao chuyên môn, cơ hội công việc ổn định, kiếm được thu nhập cao trong ngành nghề. IT Plus, địa chỉ tầng 2, số 1, Hoàng Đạo Thúy, Sân, Hà Nội. Tầng 1, nhà A, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, Hà Nội, Mai Dịch, Cầu Giấy. Tầng 7, Trung tâm Thương mại Vân Hồ, số 51, Lê Đại Hành, Hà Nội. Website itplus-academy.edu.vn. Tiền thân là Học viện IT Plus Academy, trực thuộc Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện tại IT Plus Academy đang phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Sư phạm, Kỹ thuật Trung ương, Đại học Sân khấu và Điện ảnh, đào tạo các chuyên ngành thuộc lĩnh vực lập trình ứng dụng và thiết kế đồ họa, truyền thông đa phương tiện. Các chương trình đào tạo của IT Plus Academy được nhận giải thưởng Sao Khê năm 2017 và 2018 cho các sản phẩm dịch vụ xuất sắc ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin của Việt Nam. Học viên được học trong một môi trường năng động, sáng tạo với đội ngũ giảng dạy giàu kinh nghiệm thực tế đang làm việc tại các doanh nghiệp phần mềm và thiết kế lớn. Bài giảng được thiết kế dựa trên một dự án thực tế, học viên có thể tự tin làm chủ dự án sau khóa học. Học 100% thời gian tại phòng lab chuẩn, được trang bị máy tính cấu hình cao, internet cáp quang với tốc độ cao, phục vụ học tập và thực hành ngoài giờ miễn phí. Còn cái tên nào chưa được nhắc tên trong video mà theo bạn cũng là một nơi đào tạo lập trình tốt nhất tại Hà Nội? Đừng ngần ngại để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Mình sẽ tiếp nhận ý kiến để hoàn thiện video những lần ra tiếp theo. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.